thầy âm Cái thi chỉ thực chất là bản chất là thầy cũng đã xe trên đây này, có thể là một người số người đọc không hiểu hoặc có nhiều quá loạn. Thì uh, đây. Và trong group rồi các cái thứ thì thầy cũng đã xe hết nhé. Cơ bản là cái này thì nó có thể một số cái một số 19C thì không không được xe thôi trên trên đây thôi. Nhưng mà đúng cái xe xe link public nhỉ nhá. Mọi người thầy thi 12C 19C. Nó là OCA OCP nhé. OCA nếu 12C bây giờ nó vẫn còn đấy là thi môn 71 là một là môn SQL nhé tiếp theo là môn F1 là môn 62 rồi 12C thì nó yêu cầu một cái khóa học của hãng và thi một môn là 063 đấy và một cái hãng được đâm thi ở đâu đâm thi ở đây đấy đâm đấy năm nay thì mình ôn như nào OCA nếu ai muốn ở mức độ OCA thì vào OCA đây cho vào OCA đây OCA thì có môn 71 này môn 62 ở đây này mỗi môn 71 là khoảng tầm 400 câu môn 62 của 400 câu nha yeah. tổng là 800 câu đây các câu hỏi đây câu hỏi đây thì nó có nhiều loại câu hỏi câu hỏi là single choi multi choi multi choi thì nhiều khi hơi khó SQL thì cách ôn như nào à, trong cái tài liệu ấy mình có một tài liệu gọi là student guide nhé mọi người sẽ có một tài liệu gọi student guide thì mọi người đào hết về mình sẽ có tài liệu student guide đấy admin workshop này student guide student guide thì mọi người hiểu đúng không nó là cái slide và giải thích cái slide đấy student guide là thế đấy nhá những phần nào chưa hiểu đọc lại google đọc nó, nó dài lắm SQL nó có hai môn là 90 và 91 94 từ gai đây Đấy thì ai chưa có nào đọc lại Google cũng được tùy làm sao mà mình hiểu được à, cái này thì kể ra SQL này hơi khó đấy thì do đó một số câu hỏi một là, phải uh, lắp hai là phải có những câu hỏi khó quá phải thuộc hoặc là những câu hỏi nào khó quá đọc ra mình ôn đi còn lại nhé sẽ có rất nhiều tình trạng mình ôn 300 câu nhưng mà nhiều ôn trăm câu hơn trăm câu lại quên những câu trước đấy lấy dụ sẽ đánh này union này đúng không câu này con man thì cho này order by là một trong những cái complete query như nào. Last đúng là last name đúng rồi b hai hai là cột thứ hai nhé cột last đêm nhé hai là last lên nhé tức là last đêm ấy xong cứ đi hai một có nghĩa là hai là cột thứ hai cột đầu cột đấy order hai này cứ đi không phải đấy thì nhiều khi nó, đây nó giải thích có sao không câu nó không giải thích thì cứ ôn đi ôn lại theo cái này nhé à, có cái đâm trên mạng 100 câu không có giá trị nhá tâm thì là câu câu, câ, câu, cập nhật thôi tất cả mọi người phải ôn này hết câu số mốt thì bản chất nóng be từ từ 71 rồi xong nhá 61 à, tiếp theo là cái môn uh, 62 bộ trong câu là câu, câu kiểu admin admin một đấy là khóa mình học là chính đấy đấy thì uh, nếu ai thì, thì hướng đi thì ôn môn này trước nó dễ này môn này bốn trong câu có những cái không có giải thích thì mọi người cứ xuất trên mạng có một số cái trang nó vẫn còn cái giải thích ấy. còn không thì thì tự tự học thôi có câu giờ hỏi hỏi thầy giao bốn trong câu có câu giải thích có nó không giải thích đâu có nhiều câu mang đi uh, khó quá phải nhớ nhé đấy à um, Tiếp theo OCP 12C thì mình phải ôn môn nào? 12C thì nó không có đam đầy đủ. Ngày trước thì có, 11G thì hồi trước có nó câu hỏi nó ít. Nhưng bây giờ mình sẽ ôn theo hướng là mình sẽ ôn đam của 11G. OCP của 11G là 700 câu. Sau đó là ôn thêm cái upgrade ôn thêm cái môn update này nữa, nó tầm khoảng 300 câu nữa. Đây, gần hình câu đấy đấy cần câu thì coi như là đủ đủ hết OCP nha nhiều câu hỏi khó lắm có câu này khó quá thì hỏi thầy thôi hoặc là upgrade uh, này à, đây thì có đâm trên mạng nó trăm câu không dùng đâu nhá tóm lại OCA nó gồm hai môn tám trăm câu OCP tầm khoảng chín trăm câu nhé 19C thì nó gộp hai môn uh, uh, SQL và môn S1 và 1 nha vẫn phải ôn như thế vẫn phải ôn tám trăm câu cái năm này là năm uh, nó chỉ trăm uh, câu thôi không đủ đâu vẫn phải ôn các thành kia nhé ôn các cái câu hỏi kia phải ôn thêm này nữa bởi vì câu nhận câu hỏi nó cập nhật liên tục mà như vậy là bây giờ nó đến là khoảng chín hơn chín trăm câu rồi mọi người càng thi muộn thì sau này càng nhiều câu nữa đấy cố gắng sớm đi hai môn là một thôi tổng 100 câu không bao giờ đỗ đâu mọi người luôn nghĩ về OCA bởi vì gom mà một môn thì nó là câu hỏi tổng hợp hơn mà OCP bây giờ thì nó là OCA một môn LOC một OCP này nữa cái cái này thì nó đâm thầy mới như... có bạn bạn xe cho thầy cũng ít câu thôi nó có chín mấy câu một câu một nhật thôi còn lại tất cả mình phải ôn từ cái 12 c kia ra nhá, thì nó mới đủ nhá đấy thì trong cái hướng dẫn của thầy ôn để nó thầy cũng hướng dẫn rồi mà 19c môn 82 là một nhá tiếp theo môn 83 năm này nhanh cả thư hồi 19c là một ôn hết OCA 12 sau ô tiếp 19c đủ 800 câu phải 800 câu trở lên ok OCP ô tiếp 11 g thì khoảng 900 câu ok nha đừng có ô tắt không có cái nào tắt đâu. 100 câu không có dấu đâu thì chắc là thầy thấy các nội dung chia sẻ rồi